Trong những năm bôn ba, hoạt động cách mạng, Bác Hồ đã gặp muôn vàn gian lao, nguy hiểm, mấy lần bị tù đầy, bị tòa án thực dân Pháp kết án tử hình vắng mặt vào năm 1929. Song với bản lĩnh vững vàng, sự thông thái và cẩn trọng, cộng với sự trợ giúp của lương tri và chính nghĩa, người đã vượt qua mọi gian nguy, tiếp tục lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Ngày hôm nay, Bờ Cõi Nước Việt xin kể lại một đoạn nhỏ trong chặng đường cứu nước gian khổ của Hồ Chí Minh trong video có tiêu đề Hồ Chí Minh, những năm tháng tù đầy và sự giúp đỡ của lương tri. Bờ Cõi Nước Việt, phiêu lưu cùng sử Việt. Tháng 6 năm 1931, Bác Hồ đang hoạt động tại Hồng Kông với tên gọi Tống Văn Sơ, thì bị cảnh sát Hồng Kông bắt giữ. Đây không phải là một vụ bắt bớ ngẫu nhiên, mà là sự phối hợp giữa mật thám Pháp tại Đông Dương và cảnh sát Hồng Kông sau khi bắt được một người Pháp có tên là Le Farang, là cán bộ thanh tra của Quốc tế Cộng sản đang hoạt động tại Singapore và Đông Dương. Le Farang được Quốc tế Cộng sản cử theo dõi giúp đỡ Đảng Cộng sản Đông Dương, khi đó đang gặp rất nhiều khó khăn do sự đàn áp đẫm máu của chính quyền thực dân Pháp những năm 1930 đến năm 1931. Cảnh sát thu được một bức thư tiếng Pháp viết bằng mực hóa học của Le Farang gửi cho TV Hoàng, tức Nguyễn Ái Quốc, ở số 186, phố Tam Lung, Cửu Long, Hồng Kông. Từ bức thư này, tung tích của Nguyễn Ái Quốc bị lộ, và 4 ngày sau khi Le Farang bị bắt tại Singapore vào ngày 2 tháng 6, cảnh sát Hồng Kông đã bắt được Nguyễn Ái Quốc tại địa chỉ trên vào ngày 6 tháng 6 năm 1931. Vụ bắt giữ Tống Văn Sơ được cảnh sát Hồng Kông tiến hành bí mật với âm mưu nhanh chóng trục xuất Tống Văn Sơ về Đông Dương theo đúng kế hoạch của mật thám Pháp để thực hiện bản án tử hình đã tuyên từ năm 1929. Nhà cầm quyền thực dân Pháp tại Đông Dương rất vui mừng trước tin đã bắt được Nguyễn Ái Quốc và nóng lòng chờ đợi chiếc tàu buôn Pháp từ Hồng Kông trở về mang theo nhà cách mạng lừng danh, dự kiến cuối tháng 9 năm 1931 sẽ cập bến Nhà Rồng, nơi mà đúng 20 năm trước, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã lên chiếc tàu Amiral Lactose Trivial ra đi tìm đường cứu nước vào ngày 5 tháng 6 năm 1911. Nằm trong âm mưu dẫn độ Nguyễn Ái Quốc về Đông Dương để thi hành án tử hình, nhà cầm quyền Pháp dùng mọi thủ đoạn để vận động chính phủ Anh và Hội đồng Hành pháp Hồng Kông sớm trục xuất Nguyễn Ái Quốc. Ngày 26 tháng 6 năm 1931, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Pháp chỉ đạo Đại sứ Pháp tại London: "Tôi đề nghị ông can thiệp khẩn cấp với chính quyền Anh. Ông hãy chỉ ra rằng kẻ phiến loạn này nguy hiểm đối với tất cả các thuộc địa của châu Âu ở Viễn Đông và hoạt động của ông ta mở rộng đến tận Singapore, sang cả vùng Ấn Độ." Về phần mình, Nguyễn Ái Quốc nhận thức đang ở trong một tình thế cực kỳ nguy hiểm. Người nhớ lại, khi bị bắt giam, trong tâm trạng chỉ có một điều là lo. Không phải lo cho số phận mình sau này sẽ ra sao, vì sẵn biết kết quả cuối cùng chỉ có thể hoặc sẽ bị bọn thực dân thủ tiêu, hoặc sẽ thoát khỏi xiềng xích, trở lại hoạt động cách mạng. Lo là lo những công việc mình làm chưa xong, ai sẽ tiếp tục làm thay. Ít nhiều kinh nghiệm của mình đã gom góp được, làm thế nào để truyền lại cho đồng chí khác. Những mối manh và những địa điểm chỉ có mình biết, từ nay ai sẽ xây dựng. Trồng cây rủi cũng có cây may. Bác vào nhà giam vài hôm thì đồng chí Hồ Tùng Mậu được ra tù để rồi bị bắt về nước. Đồng chí Mậu báo tin bác bị bắt cho công ty luật sư Rus của người Anh. Giám đốc công ty Rus là luật sư Losabi vào nhà giam gặp người và ông nói sẽ ra sức cải hộ người. Khi đó người trả lời: "Tôi không có tiền trả cho ông đâu." Ông Losabi nói: "Tôi biết ông là nhà cách mạng Việt Nam. Tôi cải hộ ông là vì danh dự, chứ không nhất thiết chỉ vì tiền." Từ đó, ông bà Losabi hết lòng giúp đỡ bác về mặt án kiện cũng như về đời sống trong tù. Với sự giúp đỡ tận tình của luật sư Losabi và dư luận tiến bộ, cùng với sự ứng phó thông minh của Tống Văn Sơ, âm mưu của mật thám Pháp và cảnh sát Hồng Kông đã thất bại. Tháng 8 năm 1932, với vé tàu thủy do ông bà Losabi lo liệu giúp, Nguyễn Ái Quốc bí mật rời Hương Cảng đi Singapore để tránh lưới mật thám đang rình bắt người. Vừa đặt chân đến Singapore, người lại bị bắt và trả về Hồng Kông, lấy cớ người đi vào thuộc địa không có giấy phép
nhà cầm quyền Hương Cảng lại bắt giam người một lần nữa. Đầu tháng 9, Nguyễn Ái Quốc viết thư gửi luật sư Lô Sabi báo tin mình lại bị bắt giam ở Hồng Kông. Khoảng từ giữa tháng 9 đến cuối năm 1932, Nguyễn Ái Quốc được trả tự do nhờ sự giúp đỡ của luật sư Lô Sabi, người được ông bà Lô Sabi thu xếp vào ở trong ký túc xá của Hội Những Người Thiên Chúa Giáo Trẻ Trung Quốc chờ dịp rời Hồng Kông. Với sự giúp đỡ của Thomas Shelton, phó thống đốc Hồng Kông, người được phép dùng cano riêng của thống đốc rời bến cảng ra khơi, đánh tín hiệu bắt một chiếc tàu đang chạy từ hướng đông đi Hà Môn. Không bắt được người, báo chí của đế quốc Pháp phao tin Nguyễn Ái Quốc đã chết vì bệnh lao trong nhà tù Hồng Kông, làm nhiều đảng viên và người yêu nước Việt Nam bàng hoàng. Khi nghe tin người đã thoát khỏi nhà tù đế quốc, bình an vô sự, các đồng chí của người vô cùng vui mừng, sung sướng. Sau gần 2 năm bị bắt giam, nhờ sự đấu tranh kiên trì và khéo léo của mình, sự can thiệp của các tổ chức quốc tế, sự giúp đỡ tận tình của vợ chồng luật sư Lô Sabi và một số cá nhân tiến bộ khác, đồng chí Nguyễn Ái Quốc được trả lại tự do hoàn toàn. Sau đó, người sang Liên Xô. Gần 30 năm sau khi thoát khỏi nhà tù Hồng Kông, mùa xuân năm 1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mời gia đình luật sư Lô Sabi thăm Việt Nam với tư cách là khách mời đặc biệt của Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Trước đó nhiều năm, dịp lễ Noel, năm mới nào, gia đình Lô Sabi cũng nhận được thiệp chúc mừng và quà của Tống Văn Sơ, Hồ Chí Minh.